Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 15 tháng 7, chủ trì phiên họp thứ 8 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện 5 đẩy mạnh góp phần khơi thông nguồn lực, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển, kinh tế xã hội. Trong 6 tháng qua, các bộ, ngành và địa phương đã ban hành 2.870 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa 168 quy định kinh doanh, 247 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, thực thi phương án phân cấp đối với 108 thủ tục hành chính. Cả nước giảm 33 đơn vị sự nghiệp công lập cấp bộ, 10 tổ chức cấp phòng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và 8 tổ chức cấp phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Có 53 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp 49 đơn vị cấp huyện, 1.247 đơn vị cấp xã. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quán triệt quan điểm thực hiện tinh thần 5 đẩy mạnh, gồm đẩy mạnh rà soát các quy định, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách để huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho sự phát triển. Đẩy mạnh đối thoại, chia sẻ, xử lý vướng mắc, bất cập cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là về thủ tục hành chính để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, xã hội số, công dân số, số hóa dữ liệu, hồ sơ, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên tất cả các lĩnh vực, tất cả các giao dịch. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo và nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra, đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết, nhất là đối với các luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 7. Đẩy mạnh rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với các quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn. Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Quảng Ninh triển khai thí điểm mô hình trung tâm phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo cơ chế một cửa liên thông. Các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tăng cường thanh tra, kiểm tra để nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đề xuất khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính. Thưa quý vị, theo dự báo, những ngày tới mưa lớn diện rộng sẽ diễn ra ở nhiều địa phương, gây ra nguy cơ sạt lở cao tại một số khu vực. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức họp với các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và đưa ra nhận định diễn biến của áp thấp nhiệt đới, cũng như bàn giải pháp ứng phó mưa lớn diện rộng trong vài ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 15 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Nam của quần đảo Hoàng Sa. Mặc dù theo dự báo, áp thấp nhiệt đới có thể suy yếu trước khi vào đất liền, nhưng sẽ vẫn gây mưa lớn diện rộng từ Tây Nguyên, Trung Bộ đến cả khu vực Bắc Bộ trong vài ngày tới. Có nơi lượng mưa lên tới 250mm. Đặc biệt, cảnh báo nguy cơ sạt lở ở nhiều vùng núi, bao gồm cả Hà Giang và các tỉnh Tây Bắc Bộ. Để ứng phó với thời tiết xấu trên biển và mưa lớn diện rộng do áp thấp nhiệt đới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý các phương tiện ra khơi, hướng dẫn chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đề phòng dông lốc cục bộ. Trên đất liền, các địa phương cần tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký chỉ thị số 21 yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Để phòng chống kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi kịp thời hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành, báo cáo Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời chủ động tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện trên 660 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 44 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 42.000 con. Dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng, nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất cao.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng khẳng định nguồn cung thịt lợn sẽ được đảm bảo chất lượng trong thời gian tới. Điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng sẽ không còn phải lo lắng về việc giá thịt lợn tăng cao. Sự kết hợp giữa các chính sách hỗ trợ chăn nuôi, biện pháp kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ và nâng cao chất lượng sản phẩm tạo nên một môi trường kinh doanh thuận lợi, giúp người tiêu dùng không còn phải lo lắng về giá cả thịt lợn trong thời gian tới. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp do vướng mắc ở khâu phê duyệt đầu tư. Hiện vẫn còn hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giải ngân. Đó là thông tin được Bộ Tài chính đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Theo báo cáo kết quả công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm của Bộ Tài chính, GDP cả nước đạt 6,42%, thu ngân sách 1.038.000 tỷ đồng, đạt 62% dự toán, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Hỗ trợ chính sách thuế cho các doanh nghiệp và người nộp thuế đạt 184.000 tỷ đồng. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có sự chuẩn bị sẵn sàng để từ năm 2025 sẽ phải thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, đẩy mạnh các giải pháp tăng thu và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Cái chính sách tài khóa mở rộng thì có thể nói là gói cổ là hết năm nay. Thì như vậy khi mà gói cổ doanh nghiệp phục hồi tốt thì chúng ta sẽ gói cổ là thực hiện một cái chu kỳ mới để thúc đẩy cho cái việc là phát triển và giữ vững cái sự vững mạnh của cái tài chính công, để đầu tư vào an sinh xã hội, đầu tư vào gói cổ hạ tầng và đầu tư vào các lĩnh vực thiết yếu của nhà nước. Bên cạnh đó, ông Hồ Đức Phước cũng lưu ý một trong những nhiệm vụ cần quyết liệt tháo gỡ trong thời gian tới là giải ngân vốn đầu tư công. 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp. Hiện tại các địa phương đang vướng mắc lớn nhất nằm ở khâu phê duyệt đầu tư. Vướng mắc này đang gây ách tắc nghiêm trọng, nếu không sớm được tháo gỡ sẽ tiếp tục kìm hãm đầu tư công, do đó sẽ khó thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Vốn đầu tư công đã giao nhưng không giải ngân được, hiện đang tồn đọng trên 1 triệu tỷ đồng tại kho bạc nhà nước, trong khi đây là nguồn vốn vay ODA với lãi suất trên 6% một năm. Vì vậy, đề nghị ngành tài chính và các địa phương cần đặc biệt lưu ý giải quyết vấn đề đầu tư công trong những tháng cuối năm. Lãi suất cho vay mua nhà đất tại nhiều ngân hàng đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Theo giới chuyên gia nhận định, đây là điều kiện và lợi thế để thị trường bất động sản có thể phục hồi. Theo khảo sát, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà đất, sửa chữa nhà cửa tại các ngân hàng đang khá thấp, mức lãi suất khoảng 5-6% một năm xuất hiện tại nhiều ngân hàng. Giới chuyên gia dự báo, mặt bằng lãi suất cho vay thấp có thể duy trì đến cuối năm 2024, nhưng sau đó có khả năng tăng nếu kinh tế hồi phục và tín dụng tăng. Các ngân hàng sẽ điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm, kéo theo lãi suất cho vay mua nhà trong năm sau sẽ cao hơn hiện tại. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương mới đây đã ra quyết định tăng số lượng nhà ở xã hội lên tổng số hơn 160.000 căn. Mục tiêu này gần gấp đôi chỉ tiêu được chính phủ giao trong đề án cả nước xây 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030. Tỉnh Bình Dương hiện có khoảng 800.000 lao động nhập cư, phần lớn đều thuê trọ. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng 160.000 căn nhà xã hội, Bình Dương sẽ thực thi nhiều giải pháp như kiên quyết thực hiện 20% quỹ đất dự án thương mại để làm nhà ở xã hội, yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước cùng tham gia nhiều dự án mới, xác nhận rõ vai trò và nguồn lực tư nhân để làm nhà ở xã hội. Mùa nắng nóng đang diễn ra, chưa kể thời tiết diễn biến bất thường, cực đoan dẫn đến nhiều nguy cơ cháy nổ. Thực tế, trên địa bàn Hà Nội, người dân còn thờ ơ với những hiểm họa đang rình rập. Để chủ động phòng ngừa cháy nổ xảy ra trong thời gian tới, cần nhiều biện pháp của cơ quan chức năng cũng như sự phối hợp của người dân. Trang bị khá đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy, nhưng chưa mở lối thoát hiểm thứ hai. Cơ sở kinh doanh nhà trọ này nằm trong danh sách kiểm tra phòng cháy chữa cháy của Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội và có thể bị yêu cầu ngừng hoạt động nếu không đáp ứng đủ các yêu cầu phòng chống cháy nổ. Trong thời gian tới là tôi sẽ khắc phục tất cả những cái gì còn thiếu và được ở bên công an phường đề ra để khắc phục thêm cho nó hoàn tất và nhà mình yên tâm, các cháu yên tâm, bố mẹ các cháu cũng yên tâm. Để hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ trên địa bàn, các cửa hàng thu mua sắt vụn nguyên phế liệu đang bị yêu cầu dừng hoạt động nếu không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy, và cả những bãi trông giữ xe trái phép như thế này cần phải xử lý ngay. Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng,
ý thức của người dân cũng là vấn đề đáng nói. Ở đây trước anh mua mấy chục bình cứu hỏa ở đây rồi. Bây giờ anh vẫn còn, bây giờ anh có mấy chục cứu hỏa bây giờ đấy. Trước đây em bảo chung cư nhà to cao như bao nhiêu tầng còn cháy nữa, không chỉ đây cũng cháy. Cháy không tránh được hết, nói chung là thôi mình cứ tránh đi đâu đâu hay đến đấy thôi. Ngoài ra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải trí đang sử dụng biển quảng cáo điện tử hoặc lắp đặt nhiều bóng đèn trang trí cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khó lường. Do đó chính quyền địa phương cần ra soát kiểm tra, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm để gìn giữ sự bình yên cho người dân. Liên quan đến các cái xưởng thu mua phế liệu rồi các cái cơ sở sản xuất kinh doanh liên quan đến khí ga, khí đốt mà có nguy cơ cháy nổ cao thì chúng tôi sẽ có biện pháp kiểm tra xử lý, đảm bảo theo quy định sẽ tạm đình chỉ và đình chỉ và yêu cầu dừng hoạt động đối với những cơ sở không thể đảm bảo và khắc phục được đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Tăng cường chế tài xử phạt các hành vi không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy là việc làm cần thiết. Tuy nhiên để hạn chế cháy nổ một cách chủ động thì ý thức chấp hành của người dân rất quan trọng. Thời gian tới, bên cạnh kế hoạch ra quân xử lý vi phạm, cơ quan chức năng cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền hơn nữa để ý thức phòng ngừa phải đến từ chính người dân. Nhằm tiếp tục tăng cường quản lý để phòng ngừa tiêu cực, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm định xe cơ giới thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các sở giao thông vận tải tăng cường thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các sở giao thông vận tải tăng cường thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn, thường xuyên truy cập khai thác dữ liệu hình ảnh camera giám sát, hoạt động kiểm định để phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Các sở giao thông vận tải chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về kiểm định xe cơ giới, đặc biệt là việc duy trì, đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, nhân lực theo quy định, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình kiểm định phương tiện, tích cực phòng chống tiêu cực trong hoạt động kiểm định phương tiện tại đơn vị. Hiệp hội da giày túi sách Việt Nam dự báo kim ngạch xuất khẩu ngành năm 2024 sẽ đạt khoảng 26 đến 27 tỷ đô la Mỹ. Để đạt mục tiêu trên trong năm 2024 này, ngành da giày Việt Nam tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa thị trường, đồng thời chú trọng duy trì thị trường truyền thống như Mỹ, EU do sức mua và dung lượng thị trường lớn, đặc biệt đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường của các FTA. Trong 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu da giày Việt Nam đạt trên 6,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023. Đối với thị trường xuất khẩu, ngành da giày vẫn tập trung vào 5 thị trường chính, trong đó Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 35%, tiếp đến là EU 26%, riêng Trung Quốc hiện chiếm 9% tỷ trọng và kim ngạch ngày một lớn. Đây cũng là thị trường giúp ngành da giày có dư địa cho tăng trưởng xuất khẩu trong năm 2024 này. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, nhiều cơ quan ban ngành của thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Sau hơn một tháng thực hiện, việc thanh toán điện tử được đa số người dân đồng tình và ủng hộ. Tại bộ phận một cửa của Sở Tư pháp Hà Nội, sau khi làm xong các thủ tục hành chính mà mình cần, đa số người dân đều lựa chọn thanh toán bằng hình thức quét mã QR, cả quá trình thanh toán chỉ mất chưa đến nửa phút. Theo em nghĩ, nó cũng sẽ có cái tiện lợi. Nó cũng sẽ có cái cho người dân quen dần đi là cái là không dùng tiền mặt. Và tất cả là dùng qua cái mã QR hay là app ngân hàng gì đấy, nó sẽ an toàn và sẽ bảo mật cao hơn. Và mình đỡ mất công mang nhiều tiền đi trong người. Tại vì là không phải tiền mặt như thế thì ví dụ trả lại, trả liếc cái thứ thì mình cũng không cần thiết phải đợi tiền trả lại. Hoặc là ví dụ bình thường bây giờ mình cũng không có tiền mặt trong túi luôn. Nhiều khi toàn chuyển khoản. Không chỉ được triển khai mạnh tại các cơ quan công sở, việc thanh toán điện tử cũng được đẩy mạnh ở nhiều địa điểm, như ở các bãi gửi xe công cộng của thành phố. Thay vì phải trả tiền mặt, người gửi xe có thể dùng phương thức chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp qua thẻ e-pass. Trước đây thì tôi gửi thì là thu bằng tiền mặt. Bây giờ là qua cái công nghệ mới này thì chúng tôi không cần phải trả tiền mặt nữa. Nó cũng rất thuận tiện và rất là nhanh chóng. Đấy, mưa nắng là không phải là thò ra khỏi xe trả tiền để tiết tất cả và ngồi trong xe là tự động. Nó minh bạch. Trước đấy thì cũng có gửi một số cái bệnh viện rồi nhưng mà
thường người ta không có tiền lẻ trả lại thì mình cũng thôi. Đấy thì em thấy cái này khá ok. Đề án 06 là chính là để sau này là người dân thuận tiện trong các giao dịch hành chính, trong các giao dịch dân sự, trong các cái công việc mà hàng ngày chẳng hạn như đi xe buýt hay là đỗ gửi xe hay là đi trên các cái tuyến đường quốc lộ cao tốc thì hoàn toàn người dân cứ chỉ cần ngồi trong xe tham gia và mọi việc sẽ tự động hoàn toàn trừ trên các cái cổng giao dịch, trên các cái cổng giao dịch của các đơn vị. Đấy là cái ý nghĩa của cái đề án 06. Người dân là sẽ rất là thảnh thơi, ngồi trên xe thôi, không phải hạ cửa kính xuống, không phải thanh toán một cái gì cả mà tự động trừ hoàn toàn. Theo số liệu thống kê từ Sở Tư pháp Hà Nội, đến thời điểm này, tỷ lệ người dân lựa chọn phương thức thanh toán điện tử đã đạt gần 100%. Kể từ 11 tháng 6 đến nay, thì trong quá trình triển khai cái thực hiện chủ trương của Ủy ban thành phố không sử dụng tiền mặt tại bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, thì hiện tại thì chúng tôi thấy là chưa có khó khăn gì xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện. Người dân cũng rất là đồng tình hưởng ứng về việc là không phải sử dụng tiền mặt để giải quyết trả các phí cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính. Việc ứng dụng không sử dụng tiền mặt này rất tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho công dân. Công dân thấy đây là một cái vấn đề rất là minh bạch khi mà giải quyết thủ tục hành chính. Cũng theo Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, trong thời gian thực hiện thí điểm này, nếu người dân không thể thanh toán điện tử được thì vẫn có thể lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt. Chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tại công trường thi công hầm đập thủy điện Nậm Củi 1, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu xảy ra vào ngày 11 tháng 7, khiến 3 công nhân tử vong. Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã khởi tố vụ án, triệu tập giám đốc và phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn T&D 86 cùng chỉ huy trưởng công trình để điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra đang triệu tập làm việc lấy lời khai đối với ông Đoàn Trọng Đạt, sinh năm 1986, và ông Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1966, là giám đốc và phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn T&D 86, Lê Văn Duẩn, sinh năm 1986, chỉ huy trưởng công trường và những người liên quan. Theo Công an tỉnh Lai Châu, qua điều tra sơ bộ xác định người sử dụng lao động, chỉ huy trưởng công trường không tuân thủ các quy định quy trình về an toàn lao động, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra đôn đốc, không đánh giá hết nguy cơ tiềm ẩn rủi ro tai nạn. Cơ quan cảnh sát điều tra đã yêu cầu tạm dừng thi công công trình, làm rõ những tồn tại yếu kém trong quản lý nhà nước về an toàn lao động. Rạng sáng nay ngày 15 tháng 7, một vụ sạt lở đất đã xảy ra trên quốc lộ 27, đoạn giáp với xã Đạ Cờ Nàng và Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, khiến một người tử vong. Cụ thể, vụ sạt lở đã vùi lấp căn nhà của anh DQL và vợ là chị NTT. Khi xảy ra tai nạn, ngoài vợ chồng anh L, còn có 2 con nhỏ. May mắn, anh L và 2 cháu nhỏ kịp thoát ra ngoài, còn chị T bị đất đá vùi lấp dẫn tới tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Đam Rông đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ sạt lở, lo hậu sự cho nạn nhân không may mắn. Khu vực Tây Nguyên nói chung và Lâm Đồng nói riêng đang bước vào mùa mưa nên nguy cơ sạt lở cao. Chính quyền tỉnh Lâm Đồng thời gian qua cũng đã liên tục chỉ đạo các địa phương rà soát, phòng ngừa hậu quả do sạt lở đất gây ra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Đức, sinh năm 2006, trú tại tổ 29C, khu 8, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận đặt mua số ma túy trên qua mạng Internet, sau đó mang về nuôi cấy bán lấy tiền tiêu xài. Qua giám định, cơ quan công an xác định số nấm khô được thu giữ tại nhà Đức là ma túy loại psilocin và psilocybin với tổng trọng lượng là 9.835 gram. Đáng chú ý, loại ma túy bị phát hiện thu giữ tại nhà Đức là chất gây ảo giác mạnh, được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như nấm thần, nấm ảo giác, nấm ma thuật, nấm thức thần. Khi sử dụng, người dùng sẽ bị tác động lên hệ thần kinh, gây cảm giác hưng phấn, kích động mạnh, la hét, có xu hướng tự gây nguy hiểm cho bản thân. Nếu lạm dụng, dễ dẫn đến tự sát hoặc xâm hại sức khỏe, tính mạng người khác. Đây là loại ma túy mới lần đầu tiên phát hiện tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong phần tiếp theo của chương trình, FBI điều tra âm mưu khủng bố sau vụ cựu Tổng thống Trump bị ám sát hụt.
Vụ lở đất nghiêm trọng ở Nepal ít khả năng tìm được thêm người sống sót. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, giới chức Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết cơ quan này đang điều tra vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump và cho biết đây có thể là một âm mưu khủng bố nội địa. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị một tay súng ám sát hụt tại một cuộc vận động cử tri ở bang Pennsylvania hôm thứ Bảy vừa qua. Giới chức FBI cho biết nghi phạm đã hành động một mình, nhưng quá trình điều tra vẫn tiếp tục nhằm xác định mục đích vụ tấn công. Theo FBI, đây là một âm mưu ám sát và cũng có thể là âm mưu khủng bố nội địa. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã có cuộc nói chuyện ngắn với cựu Tổng thống Donald Trump và ông đã ra lệnh rà soát độc lập các biện pháp an ninh tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump nhằm tìm hiểu cụ thể điều gì đã xảy ra. Tổng thống Biden cũng chỉ thị cho người đứng đầu mật vụ Mỹ rà soát lại toàn bộ các biện pháp an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa, diễn ra tại thành phố Milwaukee thuộc bang Wisconsin từ ngày 15 tháng 7 tới ngày 18 tháng 7. Bất đồng là điều không thể tránh khỏi trong nền dân chủ Mỹ. Đó là một phần của bản chất con người. Nhưng chính trị không bao giờ được là một chiến trường thực sự. Tôi tin rằng chính trị phải là một đấu trường cho cuộc tranh luận hòa bình, để theo đuổi công lý, để đưa ra quyết định được hướng dẫn bởi tuyên ngôn độc lập và hiến pháp. Chúng ta đại diện cho một nước Mỹ không phải của chủ nghĩa cực đoan, của sự giận dữ, mà là của sự đàng hoàng. Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, cựu Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không thay đổi kế hoạch mà vẫn sẽ tới địa điểm diễn ra đại hội của Đảng Cộng hòa một ngày trước đó. Tại sự kiện này, ông Trump dự kiến sẽ nhận được suất đề cử chính thức của Đảng Cộng hòa để ra tranh cử Tổng thống vào cuối năm nay. Lực lượng cứu hộ ở Nepal hôm nay cho biết không còn nhiều cơ hội tìm thấy thêm người sống sót trong vụ lở đất xảy ra vào hồi tuần trước, khiến hai xe buýt chở khách bị cuốn xuống sông. Cho đến nay, các nhân viên cứu hộ đã tìm được 11 thi thể. Đến sáng nay 15 tháng 7, hoạt động tìm kiếm đã được nối lại với sự tham gia của hàng trăm nhân viên cứu hộ và các thiết bị hạng nặng. Lực lượng tìm kiếm đã tiến hành rà soát nhiều địa điểm dọc bờ sông và tìm thấy thêm nhiều thi thể, nâng tổng số thi thể nạn nhân được tìm thấy cho đến nay là 11 người. Theo giới chức địa phương, người nhà các nạn nhân đã đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục công tác tìm kiếm, song hoạt động này dường như không mang lại nhiều hy vọng, mặc dù đã có thời điểm hơn 300 nhân viên cứu hộ, trong đó có nhiều thợ lặn được huy động. Bộ Nội vụ Nepal cho biết, chính phủ nước này đã ban hành lệnh cấm xe buýt chở khách hoạt động vào ban đêm tại những khu vực có cảnh báo và chú ý về thời tiết nguy hiểm. Gió mùa thường gây mưa lớn tại Nepal từ tháng 6 tới tháng 9 hàng năm, gây ra nhiều vụ lở đất tại quốc gia nằm trên dãy núi Himalaya này. Tính từ giữa tháng 6, lở đất và lũ lụt do mưa lớn ở quốc gia Nam Á này đã khiến hơn 100 người thiệt mạng. Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hôm nay, nền kinh tế thứ hai thế giới chỉ tăng 4,7% trong quý 2, thấp hơn so với mức 5,3% của quý 1 cũng như kỳ vọng và dự báo. Các số liệu kinh tế 6 tháng đầu năm 2024 của Trung Quốc được công bố đúng vào thời điểm khai mạc Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban chấp hành Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20. Hội nghị được đánh giá là sẽ đưa ra nhiều quyết sách có tác động sâu sắc tới tiến trình cải cách và sự phát triển của nước này trong khoảng 10 năm tới. Số liệu công bố trên trang web chính thức của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy, 6 tháng đầu năm 2024, GDP của nước này đạt 61.683,6 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng gần 8.500 tỷ đô la Mỹ, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, quý 1 tăng 5,3%, quý 2 tăng 4,7%. Trước khi dữ liệu được công bố, dự báo trung bình từ 9 tổ chức do trang GMN News của nước này thu thập được cho thấy, GDP trong quý 2 của Trung Quốc sẽ tăng 5,1% so với cùng kỳ. Như vậy, theo dữ liệu vừa công bố, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này đã không như kỳ vọng. Đánh giá về hoạt động kinh tế thời gian qua, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc nhấn mạnh nền kinh tế nước này nhìn chung ổn định trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, môi trường bên ngoài vẫn hết sức phức tạp, nhu cầu hiệu quả trong nước chưa đủ, nền tảng phục hồi kinh tế vẫn cần được củng cố. Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị hơn 35 bản dự thảo cho phiên họp chính thức đầu tiên của Quốc hội khóa mới, dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 7. Trong đó, tăng trưởng kinh tế sẽ là trọng tâm của chương trình nghị sự này.
Thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Anh nêu rõ, trong dự thảo mới có dự luật siết chặt chi tiêu và củng cố vai trò của văn phòng trách nhiệm ngân sách. Điều này đồng nghĩa rằng các chính sách tài chính sẽ được xem xét kỹ lưỡng hơn. Tân Thủ tướng Anh đã nêu bật tầm quan trọng của việc thúc đẩy các đạo luật giúp xây dựng lại đất nước trong dài hạn. Theo ông Starmer, chương trình nghị sự tham vọng này cùng với các khoản ngân sách phù hợp sẽ là bước đầu mang đến sự thay đổi đó. Vài ngày sau khi nhậm chức, nữ bộ trưởng tài chính đầu tiên của Anh, bà Rachel Reeves đã vạch ra các kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc xây dựng nhà ở, khai thông các dự án hạ tầng và thu hút đầu tư tư nhân. Thông qua Quỹ Thịnh vượng Quốc gia mới, chính phủ Anh hy vọng sẽ thu hút đầu tư tư nhân vào các ngành mới và đang phát triển để hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng các mục tiêu phát thải ròng bằng không. Hôm qua, ngọn lửa Olympic đã tới thủ đô Paris, Pháp và thành phố đăng cai Olympic 2024 năm nay. Cựu vận động viên quần vợt người Pháp Yannick Noah đã được vinh dự thắp sáng ngọn đuốc trước đám đông người theo dõi tại tòa thị chính Paris. Ngọn lửa Olympic lần đầu tiên xuất hiện tại cuộc diễu hành truyền thống được tổ chức hàng năm vào ngày Pasti 14 tháng 7, ngày Quốc khánh Pháp. Hành trình rước đuốc diễn ra quanh thủ đô nước Pháp từ đại lộ Champs-Élysées. Cựu cầu thủ Thierry Henry được vinh dự là người rước đuốc chặng đầu tiên trên đại lộ nổi tiếng nhất của kinh đô ánh sáng. Sau đó, ngọn đuốc hướng đến nhiều địa danh. Đám đông người dân địa phương và khách du lịch xếp hàng dài dọc tuyến đường tiếp sức khi ngọn đuốc lần lượt đi qua một số địa điểm nổi tiếng nhất của thủ đô Paris, bao gồm nhà thờ Đức Bà, Khải Hoàn Môn, Grand Palais, Petit Palais, Jardin du Luxembourg và Bảo tàng Louvre. Olympic Paris sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8, sau đó là Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa nay ngày 15 tháng 7, áp thấp nhiệt đới đi vào vùng biển Quảng Trị đến Quảng Nam. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Và sau đây sẽ là những thông tin thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 tới 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 tới 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 tới 32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 tới 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 tới 29 độ. Khu vực Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 tới 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 27 tới 33 độ. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 tới 33 độ.